chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo kết nối dữ liệu thanh toán thông minh thúc đẩy phát triển xã hội, hưởng ứng ngày không dùng tiền mặt 16 tháng 6 năm 2023 do báo Tuổi Trẻ, vụ thanh toán, vụ truyền thông, Ngân hàng Nhà nước và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS phối hợp tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham dự và chỉ đạo tại hội thảo. Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, việc kết nối dữ liệu không chỉ giúp ngân hàng hiểu biết sâu sắc về hành vi của khách hàng, giúp bán chéo sản phẩm, mà còn góp phần ngăn chặn hành vi gian lận lừa đảo, tăng cường công tác thông tin bảo mật. Quyết định phê duyệt đề án 06 của Thủ tướng về ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tạo nền tảng cho các ngành, lĩnh vực, trong đó có ngành ngân hàng khai thác cơ sở dữ liệu này. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay các cơ quan nhà nước ở các lĩnh vực như y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông đã tiến hành thanh toán không tiền mặt. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 30%. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của dữ liệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đã ban hành chiến lược dữ liệu và thời gian tới sẽ triển khai để làm nền tảng cho thanh toán không tiền mặt, kể cả chính sách khuyến khích không tiền mặt. Tuy nhiên, điều quan trọng để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt là có những quy định bắt buộc. Ở đây thì chúng ta đang ở giai đoạn là khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt. Chúng ta cần có những cái quy định bắt buộc. Ví dụ như tôi nói là các cái khoản thanh toán từ 10 triệu trở lên hay là một cái mức tiền bao nhiêu đó trở lên là chúng ta bắt buộc phải không dùng tiền mặt. Thì những cái hình thức như thế thì chúng ta sẽ đẩy nhanh hơn được cái việc thanh toán không dùng tiền mặt. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố luôn khuyến khích và đồng hành với các sáng kiến để chúng ta thúc đẩy nữa cái thanh toán không dùng tiền mặt. Cho nên chúng tôi rất là hoan nghênh các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các tổ chức cung cấp các dịch vụ, các hiệp hội, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 101 về thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo ra hành lang pháp lý để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới. Ngân hàng Nhà nước đang sửa thông tư 39 năm 2016 hướng dẫn về cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Đặc biệt, ngân hàng nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia để phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh nhanh việc nâng cấp, hiện đại hóa các hạ tầng thông tin dùng chung, hạ tầng thanh toán, hạ tầng thông tin tín dụng, đẩy mạnh việc thu thập, xử lý, làm sạch dữ liệu, kết nối các hạ tầng tập trung để cho phép khai thác, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực để khai thác tổng hợp dữ liệu, tạo điều kiện cho chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt thành công hơn nữa trong thời gian tới. Sau 2 năm triển khai quyết định số 1813 năm 2021 của Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đạt 75%, tốc độ tăng trưởng thanh toán kênh di động, mã QR tăng trưởng hàng năm đạt trên 100%, cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Thưa quý vị, kiều hối có vai trò quan trọng trong sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên thời gian qua đang có dấu hiệu tăng trưởng chững lại. Làm thế nào để có thể tiếp tục duy trì và gia tăng lượng kiều hối này, tiếp tục đưa nguồn lực kiều hối đóng góp vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh? Đây là điều đáng quan tâm hiện nay, đòi hỏi phải có sự thay đổi về phương thức thu hút nguồn lực kiều hối một cách toàn diện hơn. Nếu đặt trong mối so sánh với tổng thu nhập GDP của thành phố, thì lượng kiều hối gửi về hàng năm chiếm tới từ 8,3 cho đến 10,4%. Thành phố Hồ Chí Minh với một cái lợi thế sự khác biệt, đó là một cái trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Do đó luôn thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài nói chung và nguồn lực kiều hối nói riêng. Đây cũng là một cái yếu tố mà nó thúc đẩy thu hút cái nguồn kiều hối trong suốt cái thời gian qua. Trước diễn biến nguồn lực kiều hối chuyển về nước ngày càng giảm do sự thay đổi về mối gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân trong nước, rất cần các giải pháp nhằm phối hợp tối đa nguồn lực kiều hối trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gửi về qua hệ thống các ngân hàng thương mại và các công ty kiều hối. Thay vì tiêu dùng thân nhân như trước đây, cần ưu tiên chuyển đổi và tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chuyển tiền để đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Chính sách của chúng ta làm sao được trên lần đó có nhưng mà nó ít thôi, để khách hàng họ đánh đo thì như vậy họ sẽ chuyển chính thức qua ngân hàng nhiều hơn, nó cũng đạt được mục tiêu
chống đô la hóa của ngân hàng nước. Một cái đề xuất nữa là cái cổng thông tin điện tử về cho bà con người Việt Nam nước ngoài, thì cái cổng thông tin này thì nó nên bao hàm là tình hình phát triển của đất nước, bao hàm chính sách về đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh, chính sách về visa và chính sách để cho hỗ trợ cho khi tất cả người Việt ở nước ngoài khi họ cần những thông tin gì thì có cái cổng thông tin để họ tra cứu và họ xác nhận đây là một cái kênh thông tin chính thống. Việc tăng cường hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tạo ra các cơ hội hợp tác và phát triển các lĩnh vực trên. Các nguồn lực kiều hối thời gian tới sẽ ngày càng được quản lý và sử dụng hiệu quả nhằm đảm bảo các khoản đầu tư và tài trợ được sử dụng một cách đúng đắn, có hiệu quả hơn. Chiều qua, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đến thăm cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Đặc biệt, đơn vị đã tham gia trực tiếp song pha vào các tuyến đầu trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 cũng như trong giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời chuyển tải thông tin đến người dân. Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam cho biết sẽ phát huy vai trò là cánh tay nối dài giữa chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các cơ quan, bộ ngành để góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, xứng đáng là hòn ngọc Biển Đông. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm tạp chí Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh với truyền thống cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí Lê Thanh Liêm mong muốn đơn vị cũng như các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần vào sự phát triển thành phố, đặc biệt khi Thành phố Hồ Chí Minh chờ đón nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố. Là cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện tạp chí Cựu chiến binh thành phố cho biết sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, Hội đồng Giải báo chí quốc gia vừa tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về Giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022. Qua 17 năm tổ chức, đến nay giải tiếp tục nhận được sự tham gia chủ động tích cực của 18 liên chi hội và 15 chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam. Năm nay số lượng tác phẩm gửi về giải là 1.894 tác phẩm và từ đây thì Hội đồng chấm sơ khảo đã lựa chọn ra 157 tác phẩm để chấm chung khảo. Trong số 157 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 9 giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải khuyến khích. Theo đánh giá của Hội đồng giải, các tác phẩm dự thi năm nay có chất lượng tốt. Khoảng cách giữa báo chí trung ương và báo chí địa phương được thu hẹp. Các tác phẩm tham dự đều bám sát, có tính thực tiễn cao, đi vào các vấn đề nóng trong năm 2022. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 sẽ được tổ chức vào tối thứ Tư, ngày 21 tháng 6 năm 2023 tại Hà Nội. Quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp đã tổ chức hội nghị báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, thông tin về kết quả thực hiện chủ đề năm 2023, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. 6 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp đã chủ động thực hiện các chương trình, nội dung theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng. Việc tiếp nhận, theo dõi và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân luôn đảm bảo kịp thời, nhanh chóng. Số phản ánh tiếp nhận giảm 26,4% so với cùng kỳ. Quận cũng tập trung xây dựng công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực. Kế hoạch đã hoàn thành 42 trên 73 nhiệm vụ, đạt 58%. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang đánh giá cao những nỗ lực của quận Gò Vấp trong 6 tháng đầu năm, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa chủ đề năm 2023. Trong đó trọng tâm là làm rõ, cụ thể hơn nội dung nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ.
mỗi một phòng ban, tức là một đơn vị đó, đều phải xây dựng một cái kế hoạch khắc phục cho bằng được những tồn tại hiện nay trong cái việc thực thi công vụ. Làm sao đó chúng ta phải giải quyết tận gốc toàn bộ những tồn tại hiện nay, nhất là những cái lĩnh vực quy hoạch nè, xây dựng nè, giao thông nè, môi trường nè, tài chính và thuế, và có sự kiểm tra giám sát của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tổng kế hoạch vốn được giao đến ngày 15 tháng 5 là 88,138 tỷ đồng. Kết quả giải ngân thực hiện đến ngày 31 tháng 5 là 47,48 tỷ, đạt 53,9% kế hoạch vốn giao. Về công tác giải ngân vốn đầu tư công thì hiện nay chúng ta cũng đã triển khai cơ bản là đạt yêu cầu trong số hơn 88 tỷ mà thành phố đã phân giao. Còn 1.750 tỷ của dự án đường mở rộng Dương Quốc Hàm thì chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện theo tiến độ. Trong cái năm 2023 này thì Ủy ban thành phố đã có một quyết định ban hành về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban quận trong cái việc phê duyệt một số cái dự án trong nhóm C đầu tư công. Thì cái này tới đây là một số đơn vị chúng ta sẽ được giao thêm. Bên cạnh đó, quận đã đầu tư nhiều phương tiện, máy móc thiết bị để thực hiện triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh và xây dựng mô hình chính quyền điện tử, vận động nhân dân thực hiện định danh điện tử mức độ 2 đạt hiệu quả cao. Quận cũng đã triển khai các kế hoạch, biện pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn trong tình hình đơn hàng đang giảm, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Không phải đến trụ sở cơ quan nhưng vẫn có thể gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đây là một trong những lợi ích thiết thực khi đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Để góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố, các sở ban ngành, quận huyện đang đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích, góp phần giúp các tổ chức và cá nhân giảm chi phí, thời gian đi lại. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn là hơn 43%. Khoảng 7% người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Nếu em tới để làm hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, thường thì em sẽ tới trực tiếp cơ quan, tại vì nhà em cũng gần ở đây. Em tới thì để có gì thắc mắc em sẽ hỏi bên các anh chị ở đây, các anh chị sẽ giải đáp cho em. Tỷ lệ mà người dân và doanh nghiệp biết và có cái dịch vụ nhận trả kết quả đối với các thủ tục thực hiện thủ tục hành chính thì vẫn còn không được nhiều. Tức là đây là vấn đề trong quá trình tuyên truyền tới chỗ sâu rộng tới từng người dân và doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là một cái tâm lý e ngại cái chuyện mà thất lạc, đặc biệt là hồ sơ gốc. Thưa quý vị, nếu như tại các cơ quan hành chính nhà nước thì người dân thường có tâm lý đó là mong muốn đến gặp trực tiếp cán bộ công chức. Do đó thì thường sử dụng cái phương án nhận kết quả truyền thống bằng cách đó là đến trực tiếp trụ sở. Thế nhưng mà tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chẳng hạn như tại bệnh viện Hùng Vương này thì đa số người dân nếu như chỉ đến làm các thủ tục tầm soát hay là xét nghiệm thông thường thì người dân sẽ lựa chọn các hình thức nhận kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích để có thể tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho bản thân. Từ Đồng Nai đón xe lên bệnh viện Hùng Vương để khám tầm soát tổng quát định kỳ, thế nhưng 2 tuần sau mới có kết quả xét nghiệm. Chị Ngọc Mai được tư vấn sử dụng dịch vụ trả kết quả tận nhà để không mất thời gian quay lại bệnh viện. Phí thì cũng không có nhiều lắm. Của em là chỉ có 50 ngàn thôi. Dạ, nên nó rất là tiện lợi cho bệnh nhân. Khi mà bệnh nhân làm xét nghiệm thì nhân viên y tế cũng sẽ hỏi bệnh nhân chọn cái phương án trả kết quả xét nghiệm như thế nào. Nhưng mà chỉ trả những cái kết quả xét nghiệm bình thường thôi. Còn những cái kết quả xét nghiệm mà bất thường cần phải có nhiều tư vấn nhiều hơn nữa đó thì bệnh viện sẽ liên hệ bằng điện thoại với bệnh nhân để nhắc bệnh nhân tới bệnh viện để được tư vấn và làm tiếp những cái xét nghiệm tiếp theo nếu có. Việc trả nhận kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính hiện nay cũng đang được các sở ban ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh nhằm lan tỏa rộng rãi, khuyến khích người dân biết và sử dụng thường xuyên nhằm mang đến thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 16 tháng 6, giới chức Nhà Trắng nhận định Mỹ không kỳ vọng có đột phá trong quan hệ với Trung Quốc trong chuyến thăm dự kiến của Ngoại trưởng Antony Blinken tới Bắc Kinh vào cuối tuần này. Theo cố vấn an ninh của Nhà Trắng Jake Sullivan, trong chuyến công du Trung Quốc sắp tới, Ngoại trưởng Blinken sẽ giải thích rõ hơn chính sách của Washington trong bối cảnh nước này đang thực hiện đường lối ngoại giao mạnh mẽ để giải quyết căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo kế hoạch,
ông Blinken sẽ thăm Bắc Kinh từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 6. Các nguồn tin cho biết, Ngoại trưởng Mỹ có thể sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm này. Giới chức Mỹ cho biết, mục tiêu chính của người đứng đầu ngành ngoại giao nước này là có những cuộc thảo luận ngay thẳng, trực tiếp và xây dựng với các quan chức Trung Quốc. Giới phân tích tin rằng, chuyến thăm ít nhất cũng sẽ chỉ ra một điều, đó là mối quan hệ song phương được đánh giá là quan trọng nhất thế giới này sẽ không đi chệch hướng. Dù không có tín hiệu về sự đột phá, nhưng chuyến thăm của ông Blinken có thể mở đường cho những hoạt động tiếp xúc ngoại giao khác và không loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay. Ngày 16 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Bill Gates, tỷ phú Mỹ đồng sáng lập tập đoàn Microsoft. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Tập với một doanh nhân nước ngoài sau nhiều năm. Chủ tịch Trung Quốc đã tiếp tỷ phú Bill Gates tại nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, nơi các nhà lãnh đạo Trung Quốc có truyền thống đón tiếp các vị khách nước ngoài cấp cao. Ông Tập gọi ông Bill Gates là một người bạn cũ và hy vọng họ có thể hợp tác theo cách có lợi cho cả Trung Quốc và Mỹ. Tôi rất vinh dự khi có cơ hội gặp gỡ này. Chúng ta luôn có những cuộc trò chuyện tuyệt vời và rất nhiều chủ đề quan trọng để thảo luận hôm nay. Tôi rất tiếc đã không thể thăm Trung Quốc trong 4 năm qua, nên tôi thấy thật thú vị khi được trở lại nơi này. Tỷ phú cho biết ông và ông Tập đã thảo luận về những thách thức về sức khỏe và phát triển toàn cầu, bao gồm bất bình đẳng về sức khỏe và biến đổi khí hậu. Cuộc gặp gần đây nhất giữa họ được cho là vào năm 2015, khi hai bên gặp nhau bên lề diễn đàn châu Á Bắc Ngao ở tỉnh Hải Nam. Vào đầu năm 2020, ông Tập đã viết thư cho Bill Gates để cảm ơn ông và quỹ Bill and Melinda Gates đã cam kết hỗ trợ Trung Quốc, bao gồm 5 triệu đô la cho cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ngày 16 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tại Điện Élysée ở thủ đô Paris. Hai nhà lãnh đạo đã có một buổi thảo luận riêng trong lúc dùng bữa trưa. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, các cuộc hội đàm trong thời gian tại Paris, Thái tử Mohammed bin Salman có thể sẽ thúc đẩy việc Riyadh giành quyền đăng cai triển lãm thế giới 2030. Thưa quý vị, dùng suy nghĩ để điều khiển mọi thứ từ lâu đã là một ý tưởng rất hấp dẫn đối với con người. Với sự phát triển của công nghệ hiện nay thì các thiết bị đọc tín hiệu não đang dần trở thành hiện thực. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này trong chuyên mục Nhìn ra thế giới hôm nay. Thưa quý vị, trong khoảng 10 năm trở lại đây, công nghệ thực tế ảo đang dần phổ biến trong nhiều lĩnh vực như giải trí, y tế hay du lịch. Nhờ sự phát triển ngày càng nhanh của các phần cứng máy móc cũng như phần mềm ứng dụng, khả năng tương tác của con người với môi trường ảo đang ngày càng đa dạng hơn. Đây là trụ sở của Vario, một công ty khởi nghiệp tại Phần Lan. Nhìn thì có vẻ họ đang thiết kế các bộ thiết bị thực tế ảo, nhưng còn hơn thế, Vario đã tạo ra một bộ headset có thể thay đổi cách con người tương tác với thế giới do máy tính tạo ra bằng việc thay đổi cách mà bộ não tương tác với môi trường ảo. Ví dụ, ở đây ta có các hình ảnh của một mẫu ô tô trên phần mềm dựng hình được chuyển thành mô hình giống y như thiết kế thật. Một số bộ headset thế hệ mới sử dụng công nghệ theo dõi chuyển động mắt, nghĩa là chỉ có những phần hình ảnh mà mắt người đang nhìn mới cần được xử lý, nhờ đó độ trễ được giảm xuống rất thấp, giúp hình ảnh thật hơn. Hình ảnh được dựng với độ phân giải ngang như mắt người, có nghĩa là những thứ ta nhìn thấy sẽ giống hệt như trong đời thực. Để khiến bộ não tin rằng những hình ảnh trước mắt là chân thực, ngoài vấn đề dựng hình thì còn cần phải cải thiện những thiết bị liên quan đến quá trình tương tác giữa não và máy tính, gọi tắt là BCI, Brain Computer Interface. Các thiết bị BCI rất quan trọng trong việc tương tác giữa não và máy tính thông qua việc đọc các tín hiệu não. Trên thực tế, các thiết bị BCI đầu tiên đã được chế tạo từ thập niên 1970 để phục vụ mục tiêu dùng não điều khiển các vật thể. Tuy nhiên, phải đến 20 năm trở lại đây, lĩnh vực này mới đạt được những tiến bộ đáng kể. Hiện tại, các thiết bị BCI đeo ngoài đang dần trở nên phổ biến. Quay sang phải. Bắn. Các thiết bị loại này sử dụng các phương pháp không xâm lấn để đọc tín hiệu não rồi chuyển thành lệnh cho máy tính, được sử dụng trong các trò chơi điện tử, cánh tay cơ khí hay một số loại máy móc khác.
Để giúp máy tính đọc tín hiệu não tốt hơn, các nhà khoa học cần phải hiểu sâu hơn về cách bộ não hoạt động. Không thể nào đeo PCI lên, nghĩ xem giờ ăn gà rán, bánh kẹp hay salad, rồi chọn một cái và đặt mua. Trong não không có từng vùng cụ thể cho mỗi món ăn đó. Để điều khiển PCI, chúng ta phải biết tín hiệu xuất phát từ vùng não nào. Một số bộ headset hiện nay rất cồng kềnh, thiếu tính ứng dụng. Tuy nhiên, các nhà khoa học đang dần khắc phục vấn đề này để tạo ra các thiết bị mới, ngày một nhỏ gọn và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Đây là một mẫu thiết kế mới với các cảm biến đặt ở phía sau, gần với hai tai. Tiến sĩ Natalia Kosmina tại Học viện Công nghệ Massachusetts đang cùng NASA thử nghiệm một loạt thiết kế mới nhằm tối ưu hoạt động cho các phi hành gia. Các thiết bị sẽ theo dõi hoạt động não của các phi hành gia đang làm việc trên trạm không gian quốc tế liên quan đến tình trạng sức khỏe và năng suất làm việc của họ. Đó là một loạt các thiết bị không dây có thể theo dõi hoạt động của não, chuyển động mắt, tất cả đặt trong một chiếc kính đeo mắt. Trong thử nghiệm này, người sử dụng chiếc kính sẽ trả lời các câu hỏi chỉ bằng cách nghĩ về câu trả lời. Máy tính sẽ tìm cách đọc câu trả lời đó bằng cách ghi nhận sóng não. Cậu thích cái này không? Có à, thế là đúng rồi nhỉ. Đây là một công nghệ hứa hẹn sẽ có nhiều ứng dụng thiết thực như với những người bị bệnh teo cơ thần kinh dẫn đến mất khả năng giao tiếp. Chúng tôi chỉ cần hướng dẫn rất căn bản là bệnh nhân có thể trả lời có hoặc không với người chăm sóc. Bên cạnh việc hỗ trợ, những thiết bị này cũng có khả năng tác động vào bộ não và thay đổi cách thức hoạt động của nó, thậm chí có thể giúp ích cho quá trình hồi phục của người bệnh. Nếu sử dụng các thiết bị PCI trong một thời gian dài, ta có thể thấy rõ những thay đổi trong cấu trúc cũng như cách thức hoạt động của bộ não. PCI không chỉ có vai trò thay thế hay hỗ trợ các chức năng giao tiếp, mà thực sự còn có thể phục hồi mạng lưới thần kinh và các đường truyền dẫn tín hiệu thần kinh. Về cơ bản, nó có thể sử dụng như một công cụ để huấn luyện bộ não. Trong một số phim khoa học giả tưởng, các nhân vật được gắn một số loại máy móc thẳng vào đầu để giao tiếp với máy tính. Với các loại PCI xâm lấn, dần dần đây sẽ không còn chỉ là hình ảnh trong các bộ phim Hollywood. Hiện tại, kỹ thuật cấy ghép các thiết bị PCI thông qua phẫu thuật đang ở giai đoạn đầu, với hầu hết các thử nghiệm được tiến hành trên động vật, ví dụ như chú khỉ có tên là Pager này. Đây là một trò chơi đỡ quả bóng bằng cách đưa tay lên hoặc xuống. Với các điện cực được cấy ghép vào não, Pager chỉ cần nghĩ đến việc đưa tay lên hoặc xuống, các tín hiệu sẽ được gửi từ não đến máy tính. Thử nghiệm đang được tiến hành tại công ty Neuralink của tỷ phú Elon Musk. Neuralink cho biết mục tiêu tối thượng của công ty là cải thiện cuộc sống của người khuyết tật. Quá trình thử nghiệm của Neuralink đã gặp phải sự phản đối của các nhóm hoạt động vì quyền động vật, nhưng công ty này cam kết tuân thủ đầy đủ về luật. Đối với con người, PCI cấy vào não cũng có nguy cơ dẫn đến những vấn đề về đạo đức và sức khỏe. Các bác sĩ sẽ phải mở hộp sọ, cấy các điện cực vào, rồi đóng hộp sọ lại. Bất chấp những vấn đề đó, việc cấy ghép vẫn là con đường hứa hẹn nhất để thu hẹp dần khoảng cách giữa thế giới thực và ảo. Tiếp xúc càng gần thì càng chính xác, vì vậy thiết bị được gắn vào não sẽ là con đường trực tiếp nhận tín hiệu từ các neuron thần kinh khi chúng hoạt động. Thiết bị PCI xâm lấn có khả năng tích hợp các công nghệ vào cơ thể sinh học của con người theo những cách chưa từng có, và các nhà khoa học đang dần đi theo phương hướng này. Năm 2018, tiến sĩ khoa học robot Peter Scott Morgan đã sử dụng chính cơ thể mình làm vật thí nghiệm sau khi mắc bệnh thần kinh vận động. Morgan đã chấp nhận cấy ghép nhiều con chip vào cơ thể nhằm kéo dài sự sống và tự gọi mình là một người lai máy. Dù kết quả có thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ học hỏi để làm tốt hơn cho lần sau. Những thử nghiệm mang tính tiên phong của Morgan đã giúp ông sống thêm được 4 năm nữa trước khi qua đời năm 2022. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn còn biết tương đối ít về bộ não người. Nhưng những tiến bộ khoa học trong khoảng 20 năm trở lại đây đang thúc đẩy quá trình này ngày càng tiến nhanh hơn, và ý tưởng dùng suy nghĩ để điều khiển mọi thứ đang dần dần trở thành hiện thực. Công nghệ này có thể cách mạng hóa nhiều lĩnh vực, từ hoạt động của các phi hành gia trong không gian đến việc chăm sóc cho các bệnh nhân bị suy giảm các chức năng của cơ thể. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhìn ra thế giới đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thưa quý vị, sáng qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã ra mắt Viện chống gian lận thương mại và hàng giả. Đây là tổ chức chuyên ngành trong ứng dụng khoa học và công nghệ để hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện và truy bắt các đối tượng vi phạm, đặc biệt là giúp doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu, sản phẩm và quyền lợi người tiêu dùng. Quý 1 năm nay, các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý trên 28.000 vụ việc vi phạm gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước gần 3.400 tỷ đồng. Viện chống gian lận thương mại và hàng giả ra đời sẽ là nơi nghiên cứu, tư vấn, thẩm tra các dự án, dịch vụ khoa học công nghệ chống gian lận thương mại và hàng giả. Các kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao công nghệ, tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến cộng đồng doanh nghiệp thông qua các buổi hội nghị, triển lãm. Viện cũng sẽ tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các tổ chức, cá nhân để giúp doanh nghiệp hiểu hơn về tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký bảo hộ thương hiệu đối với việc chống gian lận thương mại. Tại buổi ra mắt, Viện đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp thúc đẩy các dự án khoa học công nghệ để chống gian lận thương mại. Lãnh đạo quận 1 cam kết đồng hành, tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư cùng với quận triển khai thực hiện 3 dự án trên địa bàn, xây mới chung cư cũ 518 Võ Văn Kiệt, 155-157 Bùi Viện và dự án chỉnh trang đô thị khu vực chợ Gà Gạo. Đây là thông điệp mà lãnh đạo quận gửi đến hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp kêu gọi đầu tư 3 dự án trên. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân dân quận 1 giới thiệu đến các doanh nghiệp thông tin tổng quan vị trí, hiện trạng, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của 3 dự án. Mọi thông tin liên quan đến 3 dự án đều được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của quận và một số cơ quan báo chí. Trao đổi với các doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 1 cho biết, trên địa bàn có 2 chung cư cũ là 518 Võ Văn Kiệt và 155-157 Bùi Viện từng đưa ra mời gọi đầu tư nhưng chưa tìm được doanh nghiệp nào vì hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng thấp. Quận 1 rất mong các doanh nghiệp quan tâm cùng quận cải tạo, chỉnh trang đô thị, góp phần ổn định đời sống người dân. Thời hạn nộp hồ sơ đến ngày 15 tháng 7 năm 2023. Đoàn khối Dân chính đảng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức diễn đàn số hóa báo chí, đổi mới tư duy và lễ tuyên dương và trao giải thưởng Ngòi bút trẻ năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thông qua những chia sẻ đến từ các diễn giả trong và ngoài nước, diễn đàn số hóa báo chí, đổi mới tư duy đã cung cấp thông tin tổng quan về quá trình chuyển đổi số trong báo chí khu vực Đông Nam Á, góc nhìn về cuộc đua chuyển đổi số và nỗ lực chuyển mình của báo chí tại Việt Nam và các kỹ năng số cần thiết để phóng viên, biên tập viên, đặc biệt là các bạn trẻ, đổi mới tư duy, đón đầu môi trường báo chí theo hướng chuyển đổi số. Dịp này, 30 gương tiêu biểu là các phóng viên, biên tập viên trẻ đang công tác, sinh hoạt tại các đơn vị báo chí, xuất bản, trực thuộc Khối Dân chính đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã được trao giải thưởng Ngòi bút trẻ. Phóng viên, biên tập viên đoạt giải là những cá nhân có thành tích nổi bật trong công việc, tích cực tham gia các hoạt động công tác đoàn, có nhiều cống hiến cho đơn vị và xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt công trình thể thao mới cho hội viên phụ nữ trên địa bàn quận. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy tinh thần tích cực rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất và giữ gìn sức khỏe cho hội viên phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thạnh vận động lắp đặt mới hoàn toàn 5 dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời và sân sửa làm mới các dụng cụ đã được lắp đặt trước đó. Đây là địa điểm thứ 3 được khánh thành trong tổng số 4 địa điểm tập thể dục theo chỉ tiêu công trình mà nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ quận nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra. Những công trình này đã góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, tinh thần cho nhân dân và tạo lên mỹ quan đô thị, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.